Hyundai Creta được cho là thay thế cho mẫu xe anh em Kona không còn phù hợp với thị trường Việt Nam đã về đại lý. Tương tự nhiều dòng ô tô nhập khẩu nguyên chiếc vừa gia nhập thị trường Việt Nam, các phiên bản Hyundai Creta thế hệ mới cũng đang trong tình trạng bị đại lý đẩy giá bán. Trước đó, tại thời điểm ra mắt thị trường ô tô Việt Nam, Hyundai Creta mới gồm 3 phiên bản, nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia được liên doanh ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam niêm yết giá 620 đến 730 triệu. Mức giá này được cho là khá cạnh tranh so với các mẫu xe khác trong cùng phân khúc SUV gầm cao cỡ nhỏ tại Việt Nam hiện nay. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại khách hàng khó có thể mua Hyundai Creta đúng giá niêm yết, bởi hầu hết các đại lý Hyundai đều tăng giá mẫu xe này. Cụ thể, nhân viên bán hàng một đại lý Hyundai khu vực TP Thủ Đức cho biết, giá bán thực tế Hyundai Creta phiên bản tiêu chuẩn cao hơn giá niêm yết 15 triệu, bản đặc biệt cao hơn khoảng 20 triệu riêng bản cao cấp đang có giá bán cao hơn 30 triệu so với giá niêm yết. Như vậy, giá bán thực tế của mẫu xe này đang ở mức 635 đến 760 triệu tại các đại lý. Mức tăng giá Hyundai Creta phổ biến nhất vào khoảng 25 triệu cũng đang được nhiều đại lý Hyundai khu vực miền Nam áp dụng với lý do nguồn cung mẫu xe này đang khá hạn chế. Hiện tại, ở khu vực Đông Nam Á Hyundai, Creta đang sản xuất tại nhà máy đặt ở Indonesia và xuất khẩu sang các quốc gia trong khu vực. Tính đến thời điểm này, Việt Nam, Thái Lan và Indonesia là ba quốc gia đầu tiên trong khu vực Đông Nam Á phân phối Hyundai Creta. Tất cả phiên bản Hyundai Creta 2022 mở bán tại ba quốc gia này đều không có khác biệt về thiết kế và dùng chung động cơ SmartStream 1.5 máy xăng hút gió tự nhiên, có công suất 115 mã lực và mô men xoắn 144 Nm. So với Hyundai Creta bán tại Thái Lan và Indonesia. Hyundai Creta 2022 về Việt Nam đã cắt giảm một số trang bị, tính năng như cửa sổ trời, xà không dây, hệ thống lọc không khí và nút điều khiển lựa chọn giữa bốn chế độ lái khác nhau. Tuy nhiên, giá bán Hyundai Creta lại cao hơn, hàng chục đến cả trăm triệu đồng so với thị trường Thái Lan và Indonesia. Xe cộ, XX